Đâu đi đâu nhà sao vậy? Dạ rồi có gì của chú không đi của sao vậy? Tao thích. Tao lên kiếm kim ngân. Mày mua nha. Mày chuyện này cần chuyện này chút. Mày làm cái gì vậy cha? Ở Bắc Độ sao vậy? Tao lấy đồ mà. Ủa mày ăn chia tay mà đi lên quà vậy? Chia tay với con khỉ vậy ở đây. Đi xuống đây coi. Con ra. Đi xuống đây coi trời. Làm cái gì vậy? Tao đi kiếm vợ tao. Mày liên quan gì với quỷ đồ đỏ? Chắc đầu mày mà phát cái đồ mẹ quá đi xuống thôi. Đi ngay nha. Mày lên lầu làm cái gì? Đi ngay đâu? Không có nhà. Không có nhà là không có làm sao? Không có gì. Không có cái bên này nha. Quay làm gì vậy? Sao đây hoài vậy lì dữ vậy? Nói không nghe chứ.
Bây giờ người ta con gái không, ở trong này không bận đồ, anh ngồi đây anh nhìn cái gì? Anh vô liêm sỉ hay gì vậy? Rồi mắc gì em không bận đồ với nó? Mắc gì cũng kệ em, đâu liên quan tới cuộc đời của anh. Hiện gái rồi. Em là người yêu anh mà không liên quan là sao anh? Có mình anh nói à, anh bị ảo. Lúc đầu tao đã nói với mày là tao với Trung Lũ chung là không có mặt cái gì hết. Có mình anh nghĩ em người yêu anh, ở đây không ai nghĩ gì hết trơn. Ngon có chấp nhận làm sao người yêu hoài vậy? Cái đứa hùng thường rất là thân thích suy nghĩ gì vậy? Chính họ nghĩ nói thì được rồi. Được rồi, đi ra được chưa? Đi ra được rồi đó. Đang nhận từ giọng đúng không? Được không? Đi ra. Nè, anh xin lỗi em một nha. Em cứ đụng mình cứ nói là hai đồ mà. Con người biến thái hả? Biến thái được. Thật sự đi ra cho người ta thay đồ được không? Nó nói nó không có bận đồ, sao đây hoài vậy? Vô làm gì ai ở đây? Hay vô lại đây kiếm ai để đánh? Ngang, anh xin em ở ngang. Anh chết cái gì vậy? Vậy tao bận đồ mà. Thì vừa phải phải thôi chứ. Muốn coi gì với chồng mà kéo hoài vậy? Tao biết mày lỡ đây mày làm cái gì luôn á. Chứ không phải là mày kiếm Ngân đâu, mày không phải là mày dị yêu Ngân luôn á. Làm gì là làm gì? Thì... kêu tao thì tao đi kiếm chứ. Nhưng mà mắc cái gì? Em không phải người yêu anh. Anh nói là em bực anh đặt luôn á. Tại vì nó hết gái chơi rồi, nó mới đi kiếm mày chứ chứ thường là nó đi kiếm mày. Em nhịn lên anh với lắm luôn rồi đó mà em mới nói vậy mà còn không biết nhục. Nhìn gái thì tưởng chứ. Yeah. Tay tiền, quay tiền em bỏ ra mua mà cũng đặt anh đặt. Thương cái gì là anh đền cái đó. Có tiền cái anh đền không? Ủa mày bớt đi nghe. Không bớt nó rồi sao? Người làm gì được gì không? Anh làm gì được gì? Rồi nó làm gì đi ra đi trời. Sao không trong lúc ngồi đó mà thì mình mở cửa mình bước đi ra ngoài thì đỡ nhục đi. Chứ nếu mà tao báo công an là tội của mày hơi bị nặng á. Chở con gái người ta cũng không mặc gì mà mình xông vô vậy mày có thấy là làm sao không? Có con trai làm để cho con gái thì chửi bên ngoài gì không? Đi ra ngoài nha. Em cũng ra coi. Thì đi ra ngoài có sách cái tay hoài vậy? Cái phòng của người ta đến người ta ngủ mà mình cái gì mà xong xong vô xong tới xong lui gì hoài vậy nên được người ta biết mặt dày cỡ nào rồi đuổi mấy lần không chịu đi vậy trơn á. Không biết lịch sự với trơn vậy. Ngoài đó lì lì làm lì lì vậy đó. Không mặc áo mà còn cố ý lỡ kéo cái hình xuống đi coi gì chồng. Ở chồng có cái gì để mày coi. Người yêu mình cũng phải biết giữ giá, giữ cái này giữ cái nọ cho người yêu chứ. Cứ ham muốn hoài vậy đó. Yêu ai? Tao xin mày đổi vàng, mày trả người yêu cho tao đi về. Nó hiện tại đang là người yêu của tao rồi. Hiểu chưa? Mày đừng có giỡn vậy mà vậy. Tao xin mày đẹp cái vàng. Mày kéo gì trong đây hoài vậy để tao nói với mày như là tao với con Ngân mặc đồ. Biết chồng không? Mày bớt cái phòng này ô quế không luôn á. Mày giữ được chưa? Sao anh ngồi anh cứ quỵ qua vậy anh lại đây anh trụ cái gì ở đây? Hả? Người làm gì? Anh để cho người con gái, nhiều đứa con gái chửi anh vậy mà nó có xứng, anh có xứng đáng làm người yêu không vậy? Mày ngồi trong đây giữ gì không? Mày ngồi đây lăn lộn trong phòng con gái. Anh muốn ngủ trong này luôn hả gì? Mày trả người yêu cho tao đi vàng.
Ngân, anh xin em mà Ngân, đừng có bỏ anh vậy Ngân. Tao hỏi là mày kéo cái gì trong đây mà mày kéo hoài vậy? Đã biết là tao với Ngân mặc đồ mà có biết kéo không trời gì? Anh kêu em không bỏ anh mà anh làm vậy với Cẩm Tú. Mà trong khi đó Cẩm Tú là bạn của em, anh ham muốn. Anh làm vậy được vậy? Anh làm vậy mà anh đòi kêu em là quay lại với anh. Tư cách vậy? Không dơ cũng vừa phải đúng vậy. Mình lớn rồi. Làm gì vậy? Lớn cũng biết suy nghĩ chứ được không? Nằm ăn giả đây, em đâu phải mẹ của anh đâu mà anh ngồi anh ăn giả đây. Anh giả ai dỗ? Đi về đi, nhà trọ anh chờ anh. Dạ. Đứng dậy lên đi. Làm hai đội suốt đời cũng sướng với Ngân đâu. Là đàn ông mà. Làm sao cho người ta thấy ta nể đi chứ. Mất mặt đàn ông quá. Làm gì có sống với Ngân không? Lúc nào cũng nói là mình để yêu chuyên ngân là của tao. Mà lại đi làm những đó với lại Cẩm Tú. Mà trong khi đó Cẩm Tú là chị em thân thiết của mấy tao. Chị em cốt rồi, chị em chí cốt của mấy tao. Mà mày làm với Cẩm Tú thì đó mày xứng với mày. Hỏi thử nghĩ con mày xứng với chuyên ngân không? Thôi đi, nói nhiều đi ra đi. Thì như vậy coi trời, cái tủ không đi vậy. Chỉnh ra. Con chó đuổi thì nó còn biết đi nữa còn mày được sao nhiều. Rồi mày mang tiếng bạn bè mà mày ở với chuyên ngân vậy hả? Em nói gì? Anh ngủ với Cẩm Tú hả? Nếu như từ đầu em mà cho anh á, không có chuyện đó xảy ra đâu em. Mắc gì em phải cho anh? Nhưng mà lúc đầu mới cho mày là giờ là nó rất là hối hận luôn. Nếu mà từ đầu em cho anh sẽ rất là ngoan ở bên cạnh em rồi. Ừ, đâu, mà đó là không bao giờ có chuyện này đâu. Anh nói mà, còn thời gian đâu chứng minh được vậy? Mắc gì? Cái miệng anh nói anh muốn ngoan là đi ngoan mà. Mắc gì phải tin anh? Từ đầu anh làm vậy em làm đúng. Thủ lắm phải tình yêu ta là ham muốn vậy. Là... Mày làm gì hư ra đời vậy? Ủa mày làm gì vậy? Làm cho phòng tay gì ra coi. Đi ra. Mày quốc ra ngoài đi, tao ra nói chuyện với mày nè. Mày thích tao nóng thì tao nóng với mày. Tao không ra mày muốn gì? Bụng ra coi. Mày làm gì hoài vậy? Cứ đi ra ngoài mày làm gì đó? Cái kêu đi ra ngoài làm gì mà sao đó? Tao mày bắt gì? Phòng tao bỏ vợ mày gì? Thích gì? Làm gì đó? Mày ngon mày đánh thử con một cái coi. Phòng tao mày chết kia. Mày ngon mày đánh thử một cái ai trong nhà này đi. Tao không sống chết với mày á. Tao không phải là con người. Tình bạn nó lớn hơn cái tình yêu hay em? Đúng rồi. Tình yêu hay ai với mày? Ê Hoa yêu mày không? Vậy từ đầu em quen anh làm gì? Mày lợi dụng tao. Anh không có lợi dụng em. Mày ham muốn tao. Mày nói mày không ham muốn tao đi. Hả? Không phải nói. Người yêu chả thằng nào mà ham muốn. Ngân, anh xin lỗi em mà Ngân. Mày nói yêu nó mà vũ phu nó gì hả? Gì gà? Quen hai tháng. Dạ. Quen hai mấy hai tháng. Mà ham muốn. Làm như vợ chồng vậy? Hai ba năm người ta còn. Ai chứng mày chồng không? Ai chứng ra được ai chứng? Có lấy nhau chưa vợ chồng gì? Ai nhìn mày là người yêu tao? Xứng chỗ nào vậy? Tư cách của mày mà xứng với Ngân hả? Mày nên nhớ là đôi khi tình bạn sẽ là khoảng hơn tình yêu rất là nhiều. Trả vợ cho tao đi. Từ đâu tao chọn mày là tao ngu quá. Trả vợ tao là đôi khi anh quay. Không chịu bước ra cho người ta thay đồ, tội tới vậy mà đồ quay lại với người ta. Biết tôi thường thế nào không? Trời ơi, đứng lên. Giờ mày em lại đây đứng mày hả? Buồn ra coi. Buồn ra coi. Ở chỗ tao ngủ nằm nằm gì vô vô vậy? Không coi, con mày dùng cái tấm điện cho tao. Ra cho
đi. Thích gì? Thích gì? Bỏ kéo rồi. Đánh thử thôi. Mày làm cái gì hả? Yeah. Mày im. Chỗ thì này là mày... tao đang nói chuyện với vợ tao. Mày muốn ra ra. Chuyện này mày tao cho. Đi ra. Thích gì vậy? Mày làm gì vậy? Thích gì vậy? Thích gì? Mày vô phòng tao làm gì vậy? Đánh tao nữa. Mày biến ra. Còn em á, anh thương em dù anh có ở với bao nhiêu con nữa thì trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh yêu mỗi mình em thôi à. Sida ai chị? Sida ai luôn? Vậy muốn sao? Tóc còn dầu qua giờ lại hoài. Nó có biết hỏi anh đó, nó làm được không? Đáp ứng được không? Anh ra khỏi nhà này, anh phải kéo đi. Mày kéo thì kéo. Mày kéo, mày nếu mà mày muốn kéo mày phải hỏi qua ý của năm đứa tao. Biết cha mẹ cho. Kéo được không? Bắt được không? Anh chị cha mẹ dòng họ em chưa chết nha. Kéo thử đi. Bắt đi. Ai làm vợ anh? Nhà nào không ai chứng là đó là vợ mày luôn đi. Mày đi ra ngoài đi, ra dọc phát mày đi. Chưa tới được rồi lên tí. Tức thì ra khoét đi, chứ hỏi tức. Trời ơi, giờ không có ai ở bên em.